Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn đi dạo vòng ở đây với mình chơi cho vui nha các bạn. Mình sẽ đi ngắm những căn nhà ở đây nha. Các bạn vào trong đây, mình sẽ đi ngắm nhà vòng vòng ở trong cái khu này cho các bạn xem nhà trong đây có cái gì nó khác với những cái nhà ở trong những cái khu bên kia nha các bạn. Đây đa số là nhà townhouse, nhà liền kề đó các bạn. Căn này nó nói liền căn kia. Một cái building như vậy là người ta sẽ xây 5 căn dính liền với nhau nha các bạn. Đó, một cái tòa nhà như vậy nè. Và trong đó sẽ có 5 căn ha các bạn ha. 5 căn nhà dính liền với nhau. Và tương đối trong khu này là nhà nào, cái building nào nhìn nó cũng giống như building đó thôi. Đó, thiết kế giống nhau, cũng không có gì ở nhìn bên ngoài thì các bạn sẽ thấy cũng không có gì gọi là khác biệt lắm ha các bạn ha. Đó. Bên ngoài nè, đó các bạn nhìn thấy không? Phía bên ngoài nhìn cái building nào cũng giống building nào thôi. Nó cũng không có gì khác biệt. Mình mời các bạn đi dạo với mình ở vòng vòng ở trong cái khu phố này nha. Mình qua bên con đường bên kia chút xíu ha các bạn ha. Qua bên kia chút xíu thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái khu nhà bên đây. Mình dẫn các bạn qua bên cái khu nhà bên đây ha, cho các bạn xem bên đây có gì khác biệt không nha các bạn. Bên đây thì nhà nó nhà rời nha các bạn. À, các bạn nhìn thấy không? Nhà căn lẻ chứ nó không có liền kề giống như hồi nãy ha. Đó, nhà riêng lẻ hết, các bạn nhìn thấy đẹp không? À, phía trước mình là núi ha, các bạn nhìn thấy núi không? Các bạn nhìn thấy không, nhà đều với nhau ha, đẹp quá ha. Hai bên hết nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy bên đây nè. Nhà bên đây, nhà bên kia, hai bên. Xuống dưới đây ha, cây này đẹp quá. Mấy cái cây người ta trồng mà các bạn thấy không, cây này trồng cho nó mát, cây kiểng. Mình chạy vào con đường này ha, cho các bạn xem. Cho nó gần cho dễ nhìn thấy hơn ha các bạn ha. Nhà ở đây nhìn nó cũng tương đối là đẹp hết các bạn. Mấy cái thành phố này thì thành phố này nó cũng xưa rồi nha các bạn, chứ không phải là một cái thành phố mới đâu. Nhà ở đây người ta cất theo kiểu cũng xưa rồi, các bạn nhìn thấy bên ngoài không, nhà cũng xưa lắm mà, chứ không phải là nhà theo cái thời mới giờ đâu các bạn.
nhà nó cũng cũ rồi. Đó, các bạn thấy bên kia là núi ha, đồi núi ha các bạn ha. Cảnh ở đây nhà cũng đẹp quá ha các bạn ha. Yên tĩnh các bạn. Rồi mình sẽ chạy qua bên đây nha, cho các bạn xem khu phố bên đây ha. Bạn thấy con đường không, vắng vẻ không có ai đi hết. Tất cả những video mình quay các bạn nhìn thấy những con đường, những cái khu nhà người ta ở đông nè, các bạn thấy không, nhà người ta ở rất là đông người ở nhưng mà người ta không có ồn ào các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nhà to đẹp quá ha. Mình vào đây cho các bạn xem khu nhà trong đây nha, các bạn nhìn thấy không, vào trong đây trước đi ha các bạn, vào đây đi, lát quẹo ra rồi cái mình đi qua hướng bên kia ha. Xem bên đây ha, bên kia là mình quẹo lại mình lên con đường kia cho các bạn xem cái khu nhà bên kia. Các bạn nhìn thấy những cái căn nhà này thì người ta thiết kế tương đối nó cũng hơi giống giống nhau thôi các bạn ha, nhưng mà vào bên trong rất là đẹp nha các bạn. Đặc biệt nhà ở Mỹ ở ngoài các bạn nhìn thấy giống nhau như vậy, nhưng mà khi bạn vào bên trong á, nhà tuyệt đẹp, thiết kế đẹp lắm các bạn, các bạn không có hình dung được đâu. Rồi mình quẹo qua bên đây nha cho các bạn xem con đường bên đây ha. Mênh mang luôn các bạn ha. Các bạn nhìn thấy cái nhà đẹp ghê không? Nhà ở đây là nhà cũng triệu đô nha các bạn, chứ không có ít đâu nha, nhà triệu đô la đó, nhà bạc triệu đô đó các bạn ơi. Nhìn bên ngoài các bạn nhìn thấy nó cũng không có gì gọi là thiết kế đồ đặc sắc lắm đâu, nhìn nó giống giống nhau nhưng mà tiền nhiều lắm đó các bạn. Đây nè các bạn nhìn thấy căn này không, đẹp quá trời luôn nè ha. Mình đi hẳn cái đường này cho các bạn xem ha. Nhà này rất là đẹp nè. Mình quay đây cho các bạn xem mấy căn nhà này. Bên đây cũng vậy nè các bạn. Hai bên ha. Mình rất là thích đi xem nhà ở Mỹ các bạn. Thích lắm. Đó là cái sở thích của mình. Mình rất là thích đi xem nhà, đi ngắm mấy những cái khu họ mới xây đó, xây toàn là nhà đẹp không mà mình thích lắm. Các bạn nhìn thấy không,
kia một chút ha, rồi mình sẽ cho các bạn xem cái khu bên đây ha. Trở lên đây mình sẽ xem tiếp cái khu bên đây, cái nhà bên đây như thế nào nha các bạn. Rồi mình qua khu phố bên đây ha. Các bạn thấy con đường đẹp ghê không? Đường lý tưởng quá ha các bạn ha. Nè nhìn nè, đây mình quay xuống cho các bạn xem nè. Như là một cái thung lũng vậy đó. Nhà đẹp quá các bạn. Nè, nhà quá đẹp luôn. Thiết kế cái kiểu rất là sang. Căn nào cũng đẹp các bạn ha, thiết kế kiểu rất là sang trọng, rất là đẹp. Căn nhà này đẹp quá nè các bạn, thấy không? Nhà đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Xem khu nhà bên đây ha các bạn ha. Đây là trước mặt mình là một cái công viên nha các bạn. Các bạn nhìn thấy công viên không? Công viên để cho người ta ra vui chơi giải trí rồi tập thể thao, chơi đá bóng rồi đó các bạn. Rồi mình mời các bạn đi vào đây nha. Cho các bạn xem khu trong đây ha. Cho các bạn xem nhà. Không ha các bạn ha. Mình bảo đảm vô đây xem là các bạn sẽ thích thôi, tại vì nhà đẹp không à, nhà lớn không à. Nhà bạc triệu đô la không đó các bạn. Chứ không có rẻ đâu các bạn ha. À, cái nhà này thiết kế kiểu đẹp ghê không? Nhìn nó sang ghê các bạn. Ai ai thích xây nhà thì nhìn cái kiểu này thiết kế nha các bạn, nhìn nè. Nhìn thiết kế cái kiểu này nó sang. Cái màu mình cũng thích cái màu sáng. Màu trắng sáng. Công viên ha các bạn ha. Trước mặt mình là công viên rất là đẹp ha. Rồi mình mời các bạn đi lên khu trên đây với mình nha. Lên cái con đường này là đường cuối đó.
cùng rồi đó. Mình cho các bạn xem nhà khu trên đây ha, cái khu phố trên. Kia nó bị chói nắng quá các bạn. Mình cho các bạn xem bên đây nè, đẹp ghê không? Cảnh đẹp quá các bạn ha. Nhà đẹp cảnh đẹp. Đúng là nhà đẹp cảnh đẹp ở Mỹ luôn đó các bạn. Mình cho các bạn xem những cái nhà rất là đẹp. Bây giờ qua đây mình quay cảnh đây cho các bạn xem nè. Đó, nhà đẹp ghê không? Chứ nãy mình quay bên kia cái bị chói nắng không có nhìn thấy được. Mình quay hướng bên đây cho các bạn xem nè, đẹp quá ha các bạn ha, nhà rất là đẹp. Quá tuyệt vời luôn các bạn, những căn nhà rất đẹp, phải nói là rất là đẹp. Rồi bây giờ mình ra ngoài nha các bạn. Rồi mình mời các bạn đi ra ngoài nha. Các bạn nhìn thấy trước mặt mình là một cái công viên rất là tuyệt vời ha các bạn ha. Rồi mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, nếu bạn thích video của mình thì hãy bấm like ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.